Hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về chất lượng của trái mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu Indo nha. Trước màn hình quý bà con chúng ta nhìn trái mít gọn gọn như vậy chứ là 13kg nè ha. Mà giá thu tại vườn là 80.000 trên 1kg. Giá thu tại vườn loại 1 là 80.000 trên 1kg, loại 2 là 70.000 trên 1kg nha. Hàng chợ thì tùy theo vườn đó nha, tùy theo lái mua. Giống như hàng chợ của mình đẹp thì người ta sẽ mua giá cao, hàng chợ xấu thì người ta sẽ mua giá thấp. Hàng chợ thì Ly không báo giá chính xác được, nhưng mà hàng xuất khẩu là 80-70. Bốc hàng là 8kg ăn lên nha, 8kg ăn lên, không sâu xia trái tròn trịa ha. Thì người ta sẽ lấy là loại 1, loại 2 là 6kg đổ lên ha. Trước màn hình quý bà con chúng ta một trái mít như này như vậy nè, là 1.040.000 nè, 13kg luôn nha. Trái mít có mẫu tròn tròn, phơm tròn giống như vậy ha, nó rất là nặng ký nha. Còn đây là cái muối nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy không ạ? Cái muối nó sẽ màu đỏ nha. Cái muối nó sẽ màu đỏ, trái này vừa chín tới thôi. Khi mà bên trung tâm cây giống để thêm một ngày nữa thì cái màu này nè, cái màu chân muối nè ha, cái màu chân này nè, nó sẽ ra tới cái vỏ này luôn nè, nó sẽ ra thành màu cam. Nhìn đẹp lắm nha. Chúng ta nuôi dinh dưỡng ha, trong giai đoạn mà nuôi trái chúng ta thúc dinh dưỡng nhiều thì cái sơ nó có thể là lên tới cái màu cam luôn. Cái sơ cái ha, cái sơ cái có thể là lên cái màu cam luôn nha. Nhìn nó rất là đẹp nha mọi người. Còn đây là hình thức của cây giống nè. Đây là hình thức của cây giống. Cái trái nó như thế nào thì cái lá nó cũng giống như thế nấy vậy đó. Cái đít nó to nè. Quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Cái lá, cái đít nó cũng to nữa ha. Nó giống như trái trái, cái trái vậy nè. Cái trái thì cái đầu nó hơi giống như là hơi có cái cổ hồ lô nhẹ tí xíu ha. Nhưng mà bên trung tâm cây giống cho quy trình nuôi trái thì cái hầu như là cái đầu thì nó sẽ hơi to to với nó không có tớp vô. Đó, đây là hình thức lá. Lá chúng ta gờ vô nó nhung mịn nha. Thị trường hiện tại nó cũng khá là nhiều dòng mít ruột đỏ, nhưng mà chỉ có một loại mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu là đang được xuất khẩu với giá trị kinh tế rất là cao. Trồng sớm cho trái, năng suất cao ha, kháng bệnh, nước thân xì mũ trên cây cũng rất là tốt nha bà con. Kháng bệnh rất là tốt. Hầu như khu vườn của chúng ta mà chăm sóc tốt hầu như là không có. Nếu như chúng ta chăm sóc không tốt nó bị nhiễm đấu khuẩn á, thì có thể là một khu vườn 1.000 cây tầm khoảng là từ 2 đến 3 cây thôi, không có nhiều nha. Tại vì bạn này sức đề kháng nó rất là mạnh. Thì bây giờ Ly sẽ test trực tiếp trái này luôn. Test trực tiếp cái trái mít cục đỏ sơ vàng này cho quý bà con chúng ta cùng xem chất lượng bên trong luôn ha. Cái đầu thì quý bà con chúng ta thấy rồi, từ giờ Ly cũng ngồi ha, ăn nè, ngọt ngất ngay luôn nha. Đó. Rồi, đây ha bà con. Đó, em Ly sẽ cắt xong một miếng mít rồi nè. Đó, cắt xong một miếng mít này. Mình nhìn muối nó cũng rất là nhiều nha. Đây, muối nó nhiều ha. Muối nó nhiều hơn sơ nha. Ngoài này nữa nè. Này chưa khui hết. Đi đặng lấy cái dĩa giờ mới nghĩa. Anh Tàu ơi, kêu nghĩa lấy cái dĩa giờ. Đó. Muối đây ha. Đây là chất lượng của trái mít cục đỏ sơ vàng nha. Đó, bên trong chỉ có cái còi thôi, còn bên trong nằm nếu mình cắt cái còi ra rồi ha, còn gọi là cái cùi á, là quý bà con chúng ta thấy nó không có mủ nha. Còn đây là những cái sơ cái nè, Ly để thêm một ngày nữa là cái sơ này nè nó sẽ lên cái màu cam. Đây, cái sơ này nè nó sẽ dạ lên cái màu cam. Hiện tại bây giờ thì nó sẽ cam cam hơi hơi thôi, đúng không anh? Anh nhìn thấy cái cam hơi hơi ha. Đó, có cái màu cam hơi hơi rồi, dạ lên cái màu cam hơi hơi. Nhưng mà ăn cái sơ này vẫn ngọt nha. Đó, em lột là vậy đó ha. Cách của Ly thường thường chẻ mít là Ly sẽ gọt vỏ, cắt cái còi. Nếu như mình có điều kiện mình cắt cái còi trước rồi mình sẽ gọt cái vỏ ha. Đó, rồi xong rồi mình lột muối nó rất là dễ nè. Mãi nại ra rất là dễ ha. Thì bây giờ Ly sẽ quay lại chia sẻ cho quý bà con chúng ta về chất lượng của cây mít đi ha. Ly test trái cũng nhiều rồi. Chất lượng của mít ruột đỏ sơ vàng nè, hiện tại bây giờ thì bên trung tâm cây giống có một lô cây. Đó, nó cao tầm khoảng là từ 30cm ha, 30cm tức là cao khoảng 1 gang tay. Đường kính của cây thì tùy theo lô nha, một lô gốc phân 3, phân 5. Một lô thì từ 1 phân 5 tới 2 phân và lô gốc VIP nha. Anh chị này chúng ta thích đầu tư như thế nào thì bên Ly có cung cấp hết. Và mít ruột đỏ sơ vàng nó phân chi phân tàn nó rất là sớm này ha. Phân chi phân tàn rất là sớm. Sau này mình trồng cái mít ruột đỏ sơ vàng á, cái tai và những cái nhánh cái nó rất là nhiều. Nó nhiều hơn mít Thái lắm nha. Mít Thái hầu như là trái nó sẽ mọc trong thân, còn mít ruột đỏ sơ vàng thì nó sẽ mọc trong nhánh nha, những cái nhánh cái, nên chúng ta nuôi nhánh nhiều tạo tàn cho cây ha.
đúng thời điểm ha, thì sau này năng suất trên cây nó rất là cao nha. Thì ngày hôm nay Ly có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta về chất lượng của trái mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu Indo ha. Cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình. Bên trung tâm cây giống là đơn vị cung cấp cây giống cũng như là hỗ trợ kỹ thuật trồng, hỗ trợ kỹ thuật làm trái và có liên kết đầu ra về giống mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu Indo này luôn nha.